Mới đây, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn đã có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2-2012-2017. Tại đại hội, lãnh đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba cho biết, trong nhiệm kỳ 2-2012-2017, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã làm tốt các công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. 100% cán bộ đoàn viên được quán triệt, triển khai cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã thực hiện 133 công trình thanh niên, có 36 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và 67 đề tài nghiên cứu cấp tổng công ty, v.v. Với kết quả đó, 30 đoàn viên là đảng viên trẻ tiêu biểu được nhận giấy khen của Đảng ủy và 19 cán bộ đoàn được nhận bằng khen đoàn khối doanh nghiệp trung ương. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hiệu quả, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Vinataba phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có trên 100 công trình thanh niên, ít nhất 80 đề tài sáng kiến, giải pháp trong lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ được ứng dụng vào thực tiễn, giới thiệu trên 200 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp đảng, ủng hộ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, số tiền trên 3 tỷ đồng.